Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong các clip trước thì thầy đã quay xong cho em từ bài số 1 cho tới bài số 4 rồi đúng không nào? Như vậy thì trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần bài tập cuối chương 1. Và trong đây nó gồm có hai phần em. Phần thứ nhất là phần trắc nghiệm và phần thứ hai là phần tự luận. Thì chắc clip này thầy sẽ giải cho em ở phần trắc nghiệm cho em nha. Ta sẽ đi sang ở cái bài đầu tiên ở trong phần trắc nghiệm. Ta sẽ đi sang câu 1.24 nha. Người ta yêu cầu của em là biểu diễn các góc lượng giác alpha là bằng âm 5π/6, beta là bằng π/3, gamma là bằng 25π/3 và phi đây là 17π/6 trên đường tròn lượng giác, các góc nào có điểm biểu diễn trùng nhau. Thì ở đây nó có hai cách làm em. Cách 1 á thì chúng ta sẽ vẽ cái đường tròn lượng giác ra theo cái chiều âm và dương. Nếu như mà chiều dương á thì biểu thị là chiều ngược chiều kim đồng hồ, và cái mũi tên khi mà biểu thị chiều âm thì nó sẽ là từ ở phía dưới chúng ta biểu thị dẫn lên. Cứ một vòng đường vòng tròn là 2π, các em hiểu nào, còn nửa vòng tròn là π, nhớ thầy như vậy. Còn nếu như mà chiều dương thì thầy nói chiều âm thì nó sẽ là cùng chiều với kim đồng hồ, âm là cùng chiều với kim đồng hồ đó. Như vậy thì cách đầu tiên ta vẽ ra, mà ở đây các em thấy là nó khá là lớn này, 25π/3 với lại là 17π/6. Như vậy cách thứ hai á, cách một là ta vẽ hình, cách hai thầy sẽ bày cho em cách hai nhanh hơn em. Nếu mà nói về âm ở đây á, âm 5π/6, π/3 25π, 25π/3 và 17π/6, thì bây giờ chúng ta quan sát này, ta nhìn này, ở đây có số 3 này, ở đây số 3 thấy không? Như vậy thì 25π/3 thì nếu chúng ta tách ra có phải là bằng π/3 cộng cho 8π không? Tại vì 3 8 24, 3 8 24 cộng 1 đây là 25π/3, thì cái này sẽ bằng π/3 cộng 8π, này sẽ bằng là 4 × 2π. Nghĩa chứng tỏ là ở đây chúng ta sẽ vẽ là 4 vòng đường tròn á. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, tại vì 1 vòng là tương ứng với 2π. Như vậy ở đây các em thấy là nó sẽ giáp lại có π/3 đây, thì chứng tỏ nó sẽ trùng với thằng này này, chứng tỏ cái anh beta với gamma này, hai này trùng nhau này, dạ chưa, hai này trùng nhau. Như vậy thì ở đây chúng ta đây câu A này, ta sẽ chọn thầy là đáp án A, được chưa? Ta sẽ đi sang ở câu 1.25 game nha. Ta sang câu 1.25. Người ta hỏi các em là trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai? Nhớ chúng ta chọn sai nha. Câu 1.25 người ta hỏi các em là trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? Ở đây là bù với bitan đúng không? Nhớ không thầy là cốt đối sin bù. Sin bù nghĩa là bi trừ alpha đấy, là bằng sin alpha, còn tất cả các ba góc còn lại là âm. Như vậy sin ở đây là bi trừ alpha thì bằng sin alpha, cái này đúng này. Ở đây cốt trừ bi trừ alpha bằng cốt alpha, chứng tỏ cái này thằng này sai này. Câu C là bi cộng alpha nghĩa là bitan. Bitan cotan thì chứng tỏ chỉ có tan với cotan dương thôi, còn sin với cốt là âm. Thằng này âm đúng rồi nè. Thằng này âm đúng thì chứng tỏ câu B này sai này. Cái này là công thức. Rất là dễ. Có đúng không? Ok. Chúng ta sẽ đi sang ở câu tiếp theo nha. Tiếp tục, chúng ta đi sang câu 1.26. Đây nó không thuộc công thức này. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai? Nhớ ở đây là chọn sai nha, chúng ta không chọn đúng. Ở đây cốt hiệu A trừ B, cốt hiệu của A trừ B, cốt trừ ở đây thì chỗ đây phải cộng thì nó đúng, mà ở đây trừ thì chứng tỏ cái này sai này. Sin chỗ đây trừ đúng rồi, cốt đây cộng này đây trừ, sin này cộng đúng rồi, thì chứng tỏ câu A này sai này. Ngay chỗ đây nếu mà đúng thì chỗ đây phải là cộng này, nghĩa là nó sẽ ra được cốt A cốt B cộng cho sin A sin B thì nó mới đúng. Còn ở đây người ta sai ở chỗ này này, đây chính là dấu trừ là sai chỗ này này, phát hiện sai chứ không, giáo viên hỏi sai chỗ nào, tại sao mình biết chỗ sai là mình phải nêu công thức lên, hiểu không? Ta đi sang ở cái câu 1.27 em. Ta sang câu 1.27 này. Rút cuộc biểu thức ở đây là
M chúng ta bằng cái đề bài em ghi nha. Ở đây em thấy này, cos của a cộng b, cos a trừ b, sin của a, ở đây là dấu trừ đúng không? Sin của a cộng b, sin a trừ b. Như vậy các em cứ coi cả cái ngoặc này đó chính là a và cả cái ngoặc này chính là b. Đây là a, đây là b. Đúng không? Thì cái này chúng ta sẽ áp dụng và chúng ta đưa về là cos. Cos của a cộng b, nghe lấy ngoặc này cộng ngoặc này. Đúng không? Như vậy ở đây nó sẽ bằng là cos của a cộng b, như vậy a chúng ta là tương ứng cái ngoặc này, cộng cho b chúng ta là tương ứng cái ngoặc này. M này bằng tiếp cos, chúng ta mở ngoặc ra, lấy a cộng b cộng a trừ b ở đây. Nếu em không thích làm như này á thì chúng ta có thể áp dụng công thức cos của a cộng b bằng ra cos a trừ b ra, nhưng mà như vậy thì rất là dài em, rất là dài. Chúng ta áp dụng một phát một luôn công thức luôn nha. Cos của a cộng a bằng 2a, đại b trừ b hết. Như vậy m bằng cos của 2a thì công thức nhân đôi chúng ta sẽ bằng là gì các em? Đó chính là 2 cos bình phương a trừ 1 sẽ bằng 1 trừ sin 2 sin bình phương a. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, sin 4a sai rồi, 1 trừ cos bình phương a sai, tại vì nó phải là 2 cos bình phương a trừ 1 đúng đúng. Đây câu C này nha, câu C rồi chưa? Ta sẽ đi sang câu 1.28 em nha. Ok, ta đi sang câu 1.28 em. Người ta hỏi em là khẳng định là sau đây là sai, nhớ là sai nha. Hàm số y bằng cos x kết tập xác định là R, đúng không? Đúng này, hàm số y bằng cos x kết tập giá trị là âm 1 đến 1, đúng này. Hàm số y bằng cos x là hàm số lẻ, cái này sai này, tại vì nó là hàm chẵn đúng không? Nó là hàm chẵn, tại vì sao? Tại vì cos x thì bằng cos của gì? Của âm x, nên nó sẽ là hàm chẵn. Đúng rồi, tuần hoàn 2 bi. Hàm sin với cos là tuần hoàn 2 bi, còn tan với cotan thì tuần hoàn bi. Nha, như vậy thì sai ở đây thì nó sẽ là câu C. Rồi chưa? Những câu này rất là dễ đúng không? Ta sẽ đi sang câu 1.29 nha. Câu 1.29 em, trong các hàm số sau, hàm số này là hàm số tuần hoàn. Thì trong cái phần mà chúng ta học về hàm số tuần hoàn ấy, thì chúng ta biết là hàm sin với cos là tuần hoàn theo chu kỳ là 2 bi, còn tan với cotan thì tuần hoàn theo chu kỳ là bi. Nhớ là như vậy. Tan x cộng x. Đây. C này. Ở đây là nó sẽ tuần hoàn chu kỳ, đây là bi nha. Ok, ta sẽ đi sang câu 30. Ta có câu 30 em. Nhìn này em, đồ thị các hàm số y bằng sin x và y bằng cos x khác nhau tại bao nhiêu điểm có hoành độ thuộc trong cái khoảng này. Như vậy thì cái hoành độ giao điểm hai này thì chúng ta sẽ lấy hai này bằng nhau. Như vậy chúng ta giải ra hoành độ giao điểm là hành độ giao điểm là thì chúng ta sẽ lấy thằng này sẽ bằng thằng này, nghĩa là y với y này bằng nhau đúng không? Sin x sẽ bằng cos x, đúng chưa? Sin x thì bằng cos x. Đó. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tương đương, chúng ta chia hai vế cho cos sin x chia cos x sẽ bằng cos x chia cho cos x. Mà sin x chia cos x thì cái này sẽ bằng tan x, hai này chia nhau thì bằng 1. Như vậy tan x bằng 1 thì đây nó rơi vào cái giá trị đặc biệt, thì từ đây chúng ta tương đương x này sẽ bằng là bi trên 4 cộng k bi với k thuộc z. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái k này. Nha, ta có. Tại vì ở đây nó thuộc trong cái ở đây các em thấy là nó là ngoặc vuông này. Ngoặc vuông nghĩa là nó biểu thị là có dấu bằng ở đây. Là từ âm 2 bi tới 5 bi trên 2 đúng không? Như vậy từ âm 2 bi, đúng chưa? Âm 2b nhỏ bằng ở đây là x, nhỏ bằng là 5b trên 2. Thầy giải rất chậm để chúng ta hiểu nha. Thế cái này vào đây, thì chúng ta tương đương là âm 2b nhỏ bằng là b trên 4 cộng kb nhỏ bằng 5b trên 2. Đó. Từ đây chúng ta sẽ tương đương chuyển thằng này qua bên đây và chuyển thằng này qua bên đây. Như vậy chúng ta có âm 2b trừ b trên 4 ở đây là kb
ở đây 5 pi trên 2 chuyển đi qua trừ pi trên 4 tương đương. Ở đây các em lấy âm 2 trừ 1/4, 4 này là âm 9/4 thôi, âm 9 pi trên 4 này, k pi này. Ở đây các em lấy 5/2 trừ 1/4, ta bấm đi tính cho nhanh. Cái gì vậy? Bằng 9/4 pi, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta chia pi pi pi, đây thì nó rơi vào, ở đây là 9/4 nhỏ bằng k, nhỏ bằng 9/4. Ở đây 9/4 thì bằng 2,25, đây âm 2,25 nhỏ bằng k và nhỏ bằng là 2,25, mà k thuộc z nên ở những cái số nào mà nó nằm trong khoảng này nè, k phải thuộc, ở đây là phải âm 2, không âm 1, 0, 1, 2, như vậy mấy điểm, 5 điểm đúng không, 1, 2, 3, 4, 5. Vậy cái đồ thị của các cái hàm số y bằng sin x và y bằng cos x cắt nhau tại mấy điểm, tại 5 điểm, có hoành độ, có hoành độ thuộc cái đoạn từ âm 2 pi trên tới 5 pi trên 2. Vậy thôi, cái bài này chúng ta phải giải như vậy nha. Ok, giải rất chậm ha, để chúng ta có thể hiểu được, chứ không này rồi 5 điểm ha. Đây ta chọn câu A này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở làm bài cuối cùng là 1.31 các em nha. Ok, ta đi sang là câu 1.31. Các em đi tính kia hết pin. Tập xác định của hàm số y bằng cos x trên sin x trừ 1 là, ở đây em thấy nó dạng phân số thì em cho cái này khác không này. Như vậy ở đây em ta có sin x trừ 1 khác không, đúng không? Nghĩa là tương đương ở đây sin x nó sẽ khác bao nhiêu, khác 1, đúng. Như vậy từ đây chúng ta tương đương ở đây khác x khác bao nhiêu em, pi trên 2 cộng cho k2pi đúng không, với k thuộc z. Như vậy tập xác định của nó d sẽ bằng r và trừ đi cho gì, pi trên 2 cộng k2pi, vâng, ở đây là k thuộc z. Xong, các em rõ thế nào? Như vậy đây k pi sai nè, ở đây sai nè, câu b đúng nè, k 2 pi em ha. Rồi ok, về phần tự luận, về phần tự luận thì đây chúng ta nhìn lại một lần nữa phần trắc nghiệm. A nè, B nè, A, C. Đừng theo cái ông thầy gì trên mạng TikTok ấy. Câu này không biết cái toàn C là mỏi anh em nha, tào lao á. Cái đấy không có cái gọi là cái chút microgram nào, phần trăm nào đúng các em nha. Chứ không phải cái lúc nào cũng toàn C. Ví dụ như ở trong nhiêu đây, câu mà chỉ có mấy đáp án C. Ồ, thấy C nhiều, ba đáp án C, tỷ lệ C cũng cao chứ. Nhưng mà cái đấy nó chả có cơ sở gì cả cái. Mấy trẻ bay là cứ câu nào không biết thì khoanh lùi là toàn C, bó tay. Được chưa nào? Về phần tự luận thì thầy sẽ làm cho các em ở trong clip sau, chắc là 2 clip. Tự luận này, các em giải trước nha. Được chưa?
Bye bye anh em nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Hòa làm đẹp đẹp. Đấy, đẹp luôn.